nhất làm kênh thì mẹ cảm giác cứ cảm giác không cái gì nó rất là trên cái công việc lặp đi lặp lại công việc rất nhàm chán không cái gì nó nóng trong mình đã là buồn biết mình sao chẳng hạn tôi chẳng bao giờ biết rồi còn ngồi điều hòa thay cái video game không? Nhìn cho có ảnh avatar ấy, để mẹ ảnh đại diện ấy. Đại diện của cái nào? Kênh. À thay ảnh kênh đấy. Có phải đổi tên thành vlog của đứa nào không nhỉ? Có thành cái mà ông đặt đấy, lên vlog hay là trên vlog gì đó à? Ờ. Ok. Để áp xong một lượt xong thì chẳng báo đổi nữa. Thì vậy đang chưa nghĩ ra thêm nhiều có đặt tự nhiều vậy.
Lúc còn mẹ hết mạng. Ôi đại tí em. Mấy khi anh hút của em. Muốn nằm thì phải ngon phải chịu. Tài khoản em vớt app được hai cái ra không? Không, phải đổi. Đổi á? Đá để sao đi? Ừ.